Đây là thức ăn vào sáng nay của cả gia đình gồm có 6 thành viên, một người ngoại với lại ba người cháu sống trong một cái căn nhà mục nát, cô bác, cô anh chị. Hiếm hoi dữ lắm mới bắt gặp được cái hình ảnh mà mưa tạt gió lùa như thế này. Đây nè. Ôi trời. Ôi trời. Cổng bên nhà thằng nhỏ cháu này nè, nó cổng hai thằng này chạy đi. Cổng tôi thì lôi nhỏ này, nhỏ nó ngủ mê, lôi nhỏ này còn hai đứa thì nó tự nó đi được. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Nguyệt Lãng, xã Bình Phú, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Nơi đây thì chỉ cách căn nhà của bà cụ cùng với lại ba người cháu chỉ khoảng 3 km thôi cô bác quý anh chị. Và đây là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Khmer. Và phía sau lưng ở đây thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị cũng sẽ không quên về hình ảnh một người bà ngoại sống cùng với lại 5 người cháu trong một cái căn nhà mục nát như thế này. Đến đây thì giữa dịp trời đang mưa, ở trên đó thì có phủ một cái tấm bạc ở trên đó kìa. Anh Mộc Đồng có thể quay cho cô bác quý anh chị thấy được. Và mưa lớn như thế này thì bà nói là không còn giọt nữa gì được phủ bởi một cái tấm cao su kia. Và trước khi vô đây quay thì Bùi Hồ cũng đã có đi tham quan ngôi nhà một lần, coi có mưa hay không. Sự thật thật là bất ngờ khi những món ăn ở trong nhà. Cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ trước khi thăm ngôi nhà ha. Anh Mộc Đồng có thể chia sẻ hình ảnh này cho mọi người biết luôn. Dạ con chào cô. Dạ. Chào cô. Cô khỏe không? Con chào cô. Dạ cũng có bữa khỏe, có bữa mệt. Nào mệt thì ở nhà nằm dài vậy đó. Cô là một người dân tộc Khmer. Dạ. Từ nơi đây thì đến ngôi nhà của bà cụ thì ở đằng kia chỉ 3 cây số thôi, cũng khá là dễ chạy. Và mời cô bác quý anh chị vô đây trước khi gặp các đứa bé, con mời bà cô vô đây ha. Đây, ngôi nhà trên này dắt ở trên này là nó gần như là siêu dẻo hết cô bác quý anh chị. Cái cây cột này là được cột bằng dây bè nha. Có thể bật lát lên cho nó sáng sáng tí hơn một đồng ha. Cây cột này được cột bằng dây bè. Đây đây, mưa kìa, mưa tù, nước tù kìa anh một đồng thấy không? Kinh khủng không? Đây nè, đây nè. Không có trơn em rồi. Em đụng một cái là ngồi nhà tối nay khỏi ngủ luôn á. Khỏi ngủ. Hôm nay bà ăn cơm, cô ăn cơm cái gì? Đó, nguyên mâm thao á. Đây là thức ăn vào sáng nay của cả gia đình gồm có 6 thành viên, một người ngoại với lại ba người cháu sống trong một cái căn nhà mục nát cô bác quý anh chị. Dưa leo này mình làm món gì á bà? Bằng nước mắm bình thường, nước mắm thì bỏ rượu bỏ cỏ, tại vì nước mắm này nhỏ em đi làm ta cho đó. Để cái nó chia lại làm. Chỉ có món này thôi hả? Món này hồi sáng nó mua chút ấy xào cho nó ăn. Đây nè, chia nhau dưa leo sắc khúc, chia nhau để mà ăn thôi cô bác quý anh chị. Tại vì bình không có làm gì được tiền cứ dạ. Có gì ăn đấy, ai cho gì ăn đấy. Cái này là người ta cho luôn hay sao bạn? Không có, nhỏ cháu nó cái nó bán thịt á. Cũng phải cháu ruột đó mà cũng như bà con cầm xóm á. Dạ, hồi sáng mình kho nhiều không? Nó cho được, đó, cho một chén rồi là lại để nó nổi hấp á, lại gì đó. Trời ơi. Nát hết trơn rồi. Nát hết trơn rồi. Cô năm nay như con quên mất tiêu rồi. Cô năm nay là 61 tuổi rồi. 61 rồi. Cô đằng kia là 60, cô này 61. Hai người cùng cảnh ngộ nhau nha cô bác quý chị. Một cô kia thì sống với ba người cháu. Ba người cháu ngoại. Còn cô là sống với 5 người cháu ngoại. 5 cháu ngoại. 5 cháu ngoại mà bây giờ lại lần thứ hai cũng quên tên hết. Để điểm danh thành viên trong gia đình thì cũng phải gom gom lại tí xíu. Qua đây ha. Rồi bây giờ bà ngoại ngồi đây đi. Bà ngoại ngồi trên võng đây, mấy cháu ngồi ngồi đây đi. Chứ bây giờ không có chỗ nào mà ngồi được hết á. Thật là như vậy. Hay ngồi đây đi, ngồi đây đi. Lạ có lạ, ngoại khi thích. Lên đây, lên đây, lên đây. Không có một đôi dép luôn, chỉ có 1-2 đôi dép thôi à. Tại Cô ngồi đây đi. Một bạn nữa đâu? Nè, ngồi nè. Có 4 bạn à. Nè, nè. 5 rồi nè. 4 bạn, còn một bạn nữa đâu? Lỡ. Tôi là lỡ, anh Tôn. Trước khi quay đó, anh quay cái này nè, anh một đồng với lại Út Đồng Tháp đây. Tôn nè ơi. Ờ chắc vô nhà toilet nó. Thấy không? Khủng khiếp không? Anh thấy sao? Hiếm hồi dữ lắm mới bắt gặp được cái hình ảnh mà mưa tạt gió lùa như thế này. Bữa nay cũng là tình cờ của các anh em đến đây đó cả nhà. Tôn á. Rồi bây giờ. Bạn tên gì? Bạn Trâm bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Mẹ tên gì? Tên Phượng. Bạn này.
Bà này là cháu con luôn hả? Cháu luôn. Cháu luôn. Con tên gì? Tên gì? Tốn. Tên gì? Tốn. Tốn. Tê nó tên. Tốn. Tốn hả? Bao nhiêu tuổi? Mẹ tên gì? Một tuổi. Mẹ tên Hòa. Là bà có ba người con, một người tên Hòa, Phượng, người tên Phượng, Thảo. Thảo hổng ngày có con của bà có điện cho bà không? Có mình Thảo nó điện về. Điện về nói sao? Nó nói mẹ ơi thông cảm cho con đi, con đi làm bị người ta bán sức lao động. Ở đâu? Ở Bình Dương á. Bán sức lao động là sao? Cũng như là dắt nó đi rồi cái cũng như là tôi dắt chú đi rồi cái bán cái nhà đó là cũng như nó bán nó mà cho làm mà giúp việc nhà rồi cái nó lấy tiền công nhỏ hết. Nói đứt ruột luôn á. Rồi bây giờ là làm ở Việt Nam hay là ở nước ngoài? Ở đâu đâu có, tại giờ ở hiện giờ hiện tại nó ở tại giờ Bình Dương á, mà nó nói hôm kia nó nói quận giữa quận mấy gì nó nói tôi điện thoại nghe không có rõ. Nó giờ con về chưa? Nó con về rồi, về thành phố rồi. Mà như con kiếm việc làm có tiền con mới về nhà được. Vậy hả? Chỉ có chị Hòa điện về thôi. Có con Thảo chứ Hòa. Thảo Hòa Phượng. Dạ. Hai người con kia bà có liên lạc được không? Không có liên lạc. Trời ơi. Rồi sao? Rồi cái thằng này nó nghe gì nó điện về nó nói mẹ ở ngoài Úc điện về nó ở Úc điện về nó Úc về chắc u mô mới cho con không? Đừng có trong Úc con ơi. Úc đang bị người ta bán á. Nó lấy tiền 2 năm trước. Lấy tiền trước 2 năm. Bắt nhỏ ở làm. Ở là cũng như là quán ăn, rửa chén này kia nó làm không tiền. Rồi cái nó nói đầu tiên nó có biết đâu. Cũng thấy ở đây có gửi con ra ngoại nuôi mẹ nuôi rồi cái nó không biết mà nó 6 tháng rồi cái nó ứng tiền cái bà chủ nó cũng giấu. Nói cô mới vừa làm chưa cho ứng tiền nó rồi cái nó nếu mà bà không cho tôi ứng tiền thì tôi nghỉ. Để cái nói cô nghĩ thì tôi báo công an bắt. À bây giờ như thế này bà có thể cô có thể điện được cho chị Thảo đó không? Không có thằng cháu nó điện được tại giờ thằng cháu nó đi làm rồi không có nhà. Để gì nhà có thời đầu tỏi. Ủa sao có tình trạng mà mua bán lao động ở đây? Có bán sức lao động có. Bán sức lao động hả? Bán sức lao động chỉ bán sức lao động chỉ lấy tiền trước rồi tôi mình đi làm cho trả công cho người ta. Bị lường gạt đó mà. Có để thằng cháu kém bên này nè nó bán sức lao động đi ghe 2 năm đó. Đi ghe biển? Đi ghe biển 2 năm, nhờ cái chủ ta có thương người á. Ta không có đem trả nữa rồi, cái nên ta đem trở về Trà Vinh mình nè. Nó về nhà đó. Nó cũng, rồi tới nó khờ luôn á. Rồi kia tới tao vợ cái thằng Thanh khờ, Khanh khờ không? Đi biển bị ta đánh. Chắc không, nó không có ai quánh mà đều cũng như là đi xa không có ai nói chuyện chung nó vậy. Một phần nó không có biết tiếng Việt nữa. Tới giờ Minh Tơ cất nhà cho nó kìa, thấy vậy á. Ủa sao cô muốn khóc rồi? Tại không nó có tại mấy bữa rồi nó nứt răng rồi cái cái nước mắt này chảy nước mắt sống quá nói chuyện hồi nó ra nước mắt à. Ủa cô cái nền nhà này là của cô luôn hả? Dạ đó cô. Đất ông bà để lại cho đó được cái nền nhà này nè. Hồi đó nuôi bà với nuôi ông già nó hai người bệnh là toàn là bệnh cũng như là bệnh già đó nuôi mà được cái nền nhà nếu không có nuôi bà là cháu không có nền nhà ở. Là bên mẹ ruột của cô hay là mẹ chồng? Mẹ ruột, có mẹ chồng có miếng đất nào hết trơn. Bề ngang ngôi nhà của mình là bao nhiêu cô? Là cũng như là đất của mình là dài là 11 mét. Bề dài 1 mét? Bề ngang 11 mét vậy đó. À. Cũng cho từ nhỏ em ở đất cút nhà đó thôi. Thì cứ còn bề dài thì chắc dài chắc ở 3 mấy mét có trên dài. Rồi dự định là mình có sửa nhà lại không? Cũng dự định đó mà. Chứ không biết có tiền ở đâu nó bằng gì nữa. Chưa biết có tiền hay không, có bữa họ không có bên xã ta lại coi vậy chứ mà người ta không có nói cất hay là không. Đang khảo sát thôi. Coi vậy thôi chứ người ta nói chưa có hứa cất. Chứ nào có đợt người ta thông báo cho mình biết vậy. Lâu rồi. Đây là hoàn cảnh của cô là khó khăn thực sự. Cái nghe nói cái vụ đó mấy lần rồi hồi năm còn. Rồi bây giờ hai đứa con kia là liên hệ không được. Rồi sao? Thì biết sao giờ nó tại nó đi chứ mình cũng không biết đi làm nó không liên hệ với gia đình thì thôi thì kệ giờ nè nuôi như vậy thì tối nó ngủ nó cũng sầm xì với mình hoài nó ngoài sao mẹ con đi lâu mẹ con thì thôi mẹ con về còn ngoài mà con khóc cái gì cái đấy con thấy bạn con á nó chọc con nói ê người nhỏ mà đi học mà không có mẹ đưa nó nói vậy thôi kệ đó bạn con nó sao nó thì yêu cầu con học mà biết chữ là được rồi có ngoại nuôi mà nói vậy cho nói cái thầy bắt đầu mới thầy mới la
nó nói thầy là mấy bạn nó kêu nói chọc bạn gì, bạn cũng có mẹ làm gì không có, tại mẹ bạn đi làm xa thôi. Mà hai nó... người chị kia là không điện về luôn à. Không điện về bao nhiêu năm rồi bà cô? Cũng lâu rồi đó, hồi đó mình có còn xài điện thoại, tới bây giờ có điện thoại cái điện thoại mấy đứa này xài chứ. Hồi lúc tôi nằm viện á, nó làm tiêu mẹ rồi. Vậy là thì con cái là ba đứa con gái à. Để lại cho mẹ của mình là năm người con. Trong khi đó thì biệt vô âm tính là hai người rồi. Thì còn có Thảo là điện về thôi. Và nói là bị trong cái tình trạng là bị bán lao động rồi. Không biết hai người kia thì không biết tình hình sao nữa. Nữ cũng một mình mà gánh năm người cháu thôi, còng cái lưng đã già, còng cái lưng sẵn rồi. Giờ nó nào ngay gạo thì không có thiếu ăn. Gạo ta cũng như bên xã cấp cho, sợ chứ từ thiện ta cũng lại cho gạo này kia nọ. Còn tiền thì cũng gục trước gục sau vậy. Tại vì tới năm đó cháu nó đi học hết hai đứa rồi, cứ cho tiền ăn, nó hộm tiền thuốc nữa, nó đau bụng nó chịu không nổi. Phải chạy ra rồi cái hỏi mượn. Người ta cũng cho cái bơ này nè, mượn đỡ 200 để chạy ra mua thuốc uống. Người ta cũng cho nó nằm ấy, tới mình bệnh thì ta cũng cho, ta không có làm hiểm. Cho đi bà bữa hộm có cái chú đâu ở đâu Bến Tre lại cho được triệu rồi cứ sắp tiền làm trả. Chú đó không biết tên gì nó, chú không có nói tên. Đem cho mấy đứa này thùng sữa, những thùng mì tôm. Nó thấy lên mạng thấy cảnh vậy rồi cái chỉ còn thuốc uống rồi, hết thuốc uống rồi. Giờ thuốc còn trong túi kìa. Uống đứt rồi. Bây giờ cô còn nhiều tiền không? Còn được ba mấy ngàn á gì á. Rồi mai sống làm sao? Nè, còn được ba mấy ngàn á, với cái thằng cái số thằng cháu rồi nãy đưa cho anh tờ hay tờ. Kệ lay lắp trong sống qua ngày đi. Ba mấy ngàn. Rồi bạn nào còn đi học được cô? Nè, hai đứa này ngồi đi nè. Hai bên hai đứa này nếu mà tôi có khả năng á tôi cũng dẫn con đi mẫu giáo, đến nó 5 tuổi rồi. Nó không có khả năng mẫu giáo gì để nữa, nó vô lớp 1 đi, cho dắt nó vô lớp 1 luôn đi. Chứ mẫu giáo đưa tới đưa lui nhỏ này có một mình nó đưa hai đứa này đi rồi, còn hai đứa này thì trường mẫu giáo mấy hôm nay thì kể đường đi. Đi không có được. Nó. Tại cô. Thấy cái cảnh mà chiều mưa mà lại sống trong nhà dột con cháu leo nghe như thế này cảm thấy sao nó giờ nó đỡ nó bi quan sao lúc đâu. Trước kìa cái đó chưa có lột mà có thu quá hả mưa hả thao nồi ơ gì đem ra hết. Con hỏi thiệt cô ha, cô nhớ hết tên cháu của mình không? Hết nhớ. Cô đọc cho con nghe coi. Này tên Trâm, tên Đội, hay tốn gì bé Ngân đó. Bé Kiều, nhỏ này bé Kiều à. Cái thằng này tên nó thì Khoa, thằng này thằng Hạnh, để cái ngã này bé Ngân. Nhìn nhiều khi là cô muốn quên luôn đúng không? Nó có lúc cũng muốn quên. Nhiều khi ta hỏi tên thằng không nhớ luôn. Không nhớ. Cái bữa hổm ai hỏi ngã tên gì, đứng một hồi lâu thiệt lâu rồi cái đó. Vậy đó nói đó. Con tên bé Kiều á, rồi cái đó nhớ lại vậy đó. Trong những lúc mà mưa giông mà lớn quá thì các bà cháu ngồi trong căn nhà này cảm thấy sợ không cô? Không có, chạy qua bên kia trốn đó. Là mưa mà lớn rồi chạy qua bên kia trốn? Trốn, rồi chỉ sợ cái nhà nó sập. Tại vì nó đứt cái chân hết trơn nhà, cây rồi mà. Đứt cái chân hết nhà, gió quá nó rung rinh, bữa hổm rung rinh quá trời, thế kia chạy. Gió mạnh là nó rung rinh? Rung rinh đó. Nhà kia, năm bà cháu, sáu bà cháu đi qua bên nhà đó, ngồi đợi chứ sao giờ, để cho nó hết tạnh mưa mới chạy về nhà. Tạnh mưa thì về nhà thì đồ đạc trong nhà rồi gì ướt hết sao cô? Bỏ đại chứ sao giờ, yêu cầu mình thoát thân được rồi. Chứ chú mà lo đồ đạc nó kẻ cho kẻ đi ướt thì rồi mình nó phơi lại đi. Chứ sợ người, quan trọng người. Ban ngày thì cô có thể qua nhà người ta cô trốn được. Tối thì sao cô trốn? Không, nhà này nhà em dâu. Tối 12 giờ không lẽ mình gọi? Gọi nó cũng kêu à. Nó cũng đến lúc nó thấy mưa gió nó cũng chạy lao kêu. Nó này cũng nói là em dâu nó cũng được. Nó cũng không có làm hiểm, thấy gió đó. Chị ơi, chị gió quá trời chị. Con quay chị qua nhà bên em đi, không ngủ thì ngồi đợi cho nó hết mưa mới qua.
nó nào nghe nó cũng được hay chỗ đó, nó có giúp được gì, còn cái đám bốc nó cũng giúp được chỗ đó thôi. Có bữa hổm nữa, nửa đêm á, gió quá trời, cái tôi kêu mấy đứa này nó ngủ mê á, kêu chậm quá rồi cái nó nói chị mưa quá trời mưa rồi, cái chị sao chị kêu mấy đứa này thôi, kêu là được đứa còn đứa chưa thức dậy rồi cái mới con của nó lại ẩm thằng này trời. Vậy là nửa đêm mấy bà cháu tấp chạy luôn hả? Chạy chứ chạy lúc cũng gòm nhà thấy cứ như cái đưa cái võng vậy đó. Nhà y gan đưa cái võng vậy dạ, hả? Dạ, đưa như cái võng, gịch cái dây vậy còn đưa như cái võng vậy đó. Ôi trời ơi, ở nhà cái nhà có một cái cọng dây kẽm. Kẽm á, nó nghiêng á, nó xiên ra. Đây nè. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đây, bây giờ anh đúng rồi, anh cầm ha, em cầm giùm em. Cô bác của anh chị sẽ nghe cái âm thanh gắt gỡ, gắt gõ nha. Vậy đó. Hồi nó sập luôn không trời? Sập đó. Sập mà. Sập chưa? Nó đứt chân hết rồi. Đứt cái chân hết trơn rồi. Ô. Chịu con dây lại đây nè. Ô. Đấm cái cây nè. Mấy con chó kìa, mấy con cún con kìa. Ủa sao nó đẻ đó? Ờ nó bơi tùm lum hết trơn à. Ôi con sập cho kìa cún mà. Con chó mẹ đâu? Chó mẹ nó ra ngoài rồi, thấy chú lạ lạ nó chạy ra ngoài rồi, còn có ta thấy lạ lạ nó sủa, còn có tôi cái lạ lạ nó chạy ra ngoài trơn rồi. Thấy lạ lạ nó trốn. Ờ nó trốn. Con chó vậy khôn vậy. À, quay trên nóc đó thì cả nhà thấy nè cả nhà. Đây nè anh Đồng quay này nè. Những miếng vách nè đều rỗ qua hết trơn. Ôi ôi trời, nhà gì đâu mà. Họ mưa đêm gió ôi. Xong trà cháo kêu ngược, kéo xuôi kêu ngược, kéo xuôi vậy cho mày dậy chạy qua. Con muốn biết là lúc mà ăn cơm thì ghế đâu ngồi cho hết. Đứa nó cầm chén cầm tô ra ra hàng ba nó ngồi ăn. Chứ đâu có bàn ghế gì đâu ngồi. Không, ghế nó không kiểu kiểu ngồi ăn. Thì bới đứa tô 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 bưng đi ăn. Bới tô bới chén nó ra ngoài nó ăn vậy đó. Thường nhất là những lúc mà về đêm á thì những bé thì hay mê ngủ á. Dạ. Rồi lúc đó thì kêu cũng thức dậy cũng đâu có biết. Có biết đâu, mất ẩm cổng với nhờ thằng nhỏ cháu này nè, nó cổng hai thằng này chạy đi. Cổng tôi thì lôi nhỏ này, nhỏ nó ngủ mê á, lôi nhỏ này còn hai đứa thì nó tự nó đi được. Trời ơi cái cảnh này mà nhớ cái thời kỳ luôn à. Đúng rồi, nghe nói cổng chạy đi cũng như là chạy giặt giả. Trong phim vậy ha, trong phim vậy. Bây giờ ở nước ngoài thì đang chiến tranh. Mà nghe thấy dội bơm người ta chạy người ta khóc, còn cô tự nhiên ở Việt Nam mình đang hòa bình mà cô vẫn phải chạy, mà chạy sợ trời mưa sập nhà. Bao nhiêu đó thôi thì cô bác với anh chị cũng đủ thấy đủ sự khó khăn vất vả rồi. Trời ơi, tụi nhỏ nó không biết gì đâu, nó khờ lắm. Nó chỉ biết ăn, biết la thôi à, chứ nó có biết gì đâu. Mình khóc quá thì mình hỏi, mình đau bụng mình khóc hỏi ngoại sao mà khóc kệ thôi. Ai quấn ngoại khóc kệ, nói không có ai quấn ngoại tại ngoại khóc kệ đó. Thôi ngoại ai quấn ngoại mà ngoại khóc, mình đau bụng nó có biết đâu. Mình đau mình còn khóc mà nó nói ai quấn ngoại, nó nói ngoại đau giờ không ấy con bóp trở cho ngoại đi. Nó bóp rồi nó gần đánh lạnh nó đánh thêm chứ nó bóp nó phải như bóp mình bóp nhẹ đâu, nó bóp bấm mạnh mạnh đó. Rồi nó nói thôi đừng có bóp nữa để ngoại cỡ ngoại ngồi mày cho đi. Cái cơn đau là cô phải nén chịu luôn hả? Nén chịu, đau dữ lắm chú, đau. Cô bị đau gì, đau bụng hả? Đau cũng như đau cái cung chỗ mình, cái thương mình á. Đau. Mà không có tiền đi khám bệnh. Ủa, khám xa quá, khám theo Thủ Đức á. Vậy cái giờ có đi được có lần một rồi cái bác sĩ nó cho, rồi cái tao nói bác sĩ cho sinh to thuốc, rồi bác sĩ nó không cho. Không có cho to, chừng nào cô lên để khám, đứng tới dụ kỳ 1, kỳ 2 vậy đó. Khám ta biết cái bệnh mình ta cấp thuốc cho, còn cô đem cái to này cũng mua như cũ vậy đó. Thì cái ta không cho, rồi cái lấy cái mẫu thuốc mà cũng như cái mẫu mình uống á, đem cho nhà thuốc á, người ta bán cho mình uống đại. Cũng như bán một lần thì 150, mình nói hơi không đủ tiền mua phân nữa thôi, để uống 3 bữa, 2 bữa vậy đó. Thì đó, còn nếu mà uống đủ liều thiệt là tới bữa hổm bên bệnh viện nó không cấp thuốc rồi mình đưa to ra tiệm thuốc tây thức bệnh viện á mua, chứ nó không có cấp cho khám để khám mà khám miễn phí và tiền thuốc mình phải mua. Mà đi tới Thủ Đức đó, sao không chết mà tay ráng đi cho được một chuyến vậy đó cho biết vậy đó. Để cứ tới bây giờ hôm qua đi mua được có 2 dĩ thuốc cũng như uống một thứ gì một viên vậy uống được 3 ngày là hết 78 ngàn.
Tụi nhỏ nó biết vậy, hồn nhiên quá. Ngoài trên nằm. Thôi, nó kia trung trống. Ngày hôm nay á thì thôi con ngồi dưới này cho. Thôi ngồi đấy, nó ngồi trên. Con ngồi dưới cho. Con ngồi dưới cho nó đủ chỗ ngồi. Tội gì tội, con thấy hoàn cảnh của bà của cô á, nghĩa là mấy đứa trẻ tụi con chỉ biết thở dài thôi. Chứ thật ra thì để làm được những cái câu chuyện mà sửa được mái nhà cho cô á thì cũng phải nhờ sự chung tay góp sức của quý mạnh thường quân. Cũng chắc nhà của bà cụ với lại ba người cháu á, khoảng 3 km. Chạy lờ đây thì cũng dầm mưa, mấy anh em cũng mình mẩy cũng ướt ướt rồi. Nói chung là phải cố gắng lại đây thăm. Và con thông báo với cô một tin như thế này. Ngày hôm nay con mới nhận được sự hỗ trợ từ anh Dũng và chị Liên ở Úc. Gửi cho con gửi cho bà 4 triệu. 4 triệu đồng. Và tụi con vẫn còn ở Trà Vinh này khoảng gần 7 ngày nữa. Thì con mong có một phép màu nào đó hay có sự yêu thương nào đó sẽ đến kịp thời với bà với lại các đứa bé. Ít ra thì sửa lại được cái ngôi nhà. Và Bùi Hồ sẽ để cái số điện thoại Bùi Hồ cũng như là các anh em sẽ để số điện thoại trên màn hình. Thì nếu được đủ duyên thì có thể sửa lại cho bà cái ngôi nhà. Còn mà không đủ duyên thì Bùi Hồ sẽ gửi lại cái số tiền 4 triệu đó của anh Dũng với lại chị Liên. Và anh Dũng với chị Liên cũng nói cái câu mà Bùi Hồ rất là mến, đó là cũng như là anh Nhiêu cũng đã từng hỗ trợ Bùi Hồ xây những cái nhà khác. Gom được bao nhiêu thì gom, cứ cố gắng chung tay nhau mỗi người ít ít. Anh Nhiêu thì cũng có nói là quý mạnh xây nhà của bà cụ, bà cụ với ba bà cháu á, thì xây cô chú anh chị giúp tự nhiêu thì còn nhiêu anh hỗ trợ, cũng anh sẽ cố gắng, cũng cảm ơn anh rất nhiều. Ngày hôm nay nhận được sự hỗ trợ của anh Dũng với lại chị Liên ở Úc á, thì gửi 4 triệu xong thì anh Dũng với chị Liên nói là bây giờ gửi trước tiên là gửi cho bà 4 triệu, em mong làm sao em có thể kết nối là quý mạnh quân để sẵn tiện các anh thợ đây nè qua đây để mà làm này cái ngôi nhà mới cho bà luôn. Thì đó là lời của quý mạnh thường quân nhắn gửi giúp đến Bùi Hồ. Hôm nay Bùi Hồ cũng lan tỏa cái thông tin này cho cô bác quý anh chị biết rằng là Bùi Hồ hiện nay đang nhận được 4 triệu từ anh Dũng và chị Liên ở Úc hỗ trợ cho gia đình bà. Bây giờ như thế này, con nhận được 4 triệu đồng thì tụi con ở đây còn cách đây khoảng 2-3 cây thôi, thì khoảng một tuần lễ nữa thì con giữ 4 triệu đồng này. Nếu như mà có thể gom đủ tiền á thì con sẽ sửa ngôi nhà lại cho bà. Còn không đủ tiền thì con sẽ gửi cái phần tiền này lại cho bà chịu không? Cũng được, nếu mà có ước thì được nhà hơn. Có nghĩa là con giữ bà 4 triệu đồng này trong vòng 7 ngày tới á, tụi con sẽ thăm nhà bà tiếp. Thì nếu được hỗ trợ thì sẽ tiến hành sửa lại cái ngôi nhà cho bà. Còn không được hỗ trợ thì con sẽ giao, không đủ số tiền con sẽ giao lại số tiền đó cho bà. Bà chịu không? Cũng biết nói sao bây giờ, nếu có vậy thì lấy vậy, nếu mà có được cái nhà là mừng hơn. Tại vì mình thì con cũng muốn xây nhà cho bà, con cũng muốn sửa nhà cho bà, nhưng mà phải có sự chung tay của quý mạnh thường quân nữa. Ông Đồng Tháo muốn nói gì? Ý cũng như là hiện bây giờ cô không có còn tiền để okay, có thì tôi cũng xây sở cũng được, nhưng tiền đó thì chú giữ thì chú giữ, mà tôi cũng muốn được cái nhà mới để cháu nó trên. Bây giờ cứ giữ đi bà, nhín nhút xài được để vài bữa nữa cô vẫn còn quay trở lại. Đúng không? Cái trâu nhà nó dọn. Tại vì bây giờ bà vẫn còn cơm, còn hết tiền thì bà sẽ ở đây thì chỉ còn vài ngày nữa quay lại thì nó sẽ dễ hơn. Tại vì cái trâu cũng mong được cái nhà lành lặn lại đêm hôm không có bị chạy gì thôi. Thì mấy đứa nhỏ thì tội nó thôi, còn người lớn thì mình dễ, còn nó năm lúc nó đang ngủ mê. Ban ngày thì nó chạy đồ này đồ kia được, còn cái đêm nó đang ngủ á. Sắp tay dắt để chạy, mình cũng bệnh đâu có mạnh khỏe đâu, đâm lúc cũng mệt á. Nhiều khi đâm lúc ngủ nửa đêm chạy xuống giọng ngồi bóp chờ một mình, nó có dám kêu cháu đâu, kêu nó không có lên, nó ngủ mong, rồi nó mong rằng những video clip thì sẽ lan tỏa đến cô bác với chị nhiều hơn. Kêu nó không có lên, nhiều hôm vậy nhảy đi lên đi xuống 2-3 lần vậy đó, chạy nó nhức cái giò quá chịu không nổi. Sao Út Đồng Tháp nói gì? Bây giờ con đến đây con cũng không biết nói gì hết, nhưng mà con muốn gửi cho cô 200.000 để mua đồ ăn lũ cho mấy bé con. Dạ, vậy có là vậy là cũng cảm ơn chú có. Út Đồng Tháp gửi. Dạ,
có 200.000 này mời cũng như là mua đồ ăn cho mấy đứa cháu này, tôi cũng dành để mua thuốc uống, có thuốc uống nó mới khỏe đi, đồ này đồ kia lo cho cháu được. Mấy người nó nói sủa bệnh sao mà đi hoài chứ, vậy chứ không đi ai đi bây giờ. 1-2 ngày nữa con sẽ thăm lại, con sẽ thăm thường xuyên, bà cứ an tâm chuyện đó. Vậy chứ không đi rồi cái ai đi giờ, nói bệnh không chịu ở nhà rồi chứ. Đi cả tiếng đồng hồ mới tới chợ, nửa tiếng đồng hồ mới tới chợ, đi đó tới đó về tới nhà cả tiếng. Thôi đi bộ hả? Đi bộ chứ bệnh vậy ngồi xe đâu có được. Mà đi đó thôi thì cố gắng bệnh hoạn thì bà cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và đặc biệt là sẽ mong một phép màu nào đó sẽ đến với gia đình. Và sẽ có thể là sự chung tay góp sức của cô chú anh chị mình để mình có được một cái ngôi nhà mới ha. Cũng mong là hữu duyên thì tại vì các anh thợ thì vẫn còn đang làm ở đây. Thì mong hữu duyên là cô bác anh chị có thể chung tay nhau để mà cho bà có một ngôi nhà. Đó là niềm mơ ước của bà. Và cũng như là các anh em đang thực hiện những cái đoạn phim như thế này ha. Thôi chắc có lẽ là buổi chiều rồi. Các anh em cũng phải quay trở về lại cái công trình để cùng với các anh thợ để mà đi ăn với mấy anh, cũng 5 giờ rồi. Thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe và cố gắng sẽ kết nối để mà sao cho bà có được tin vui, còn như thế nào thì con sẽ cố gắng. Nói chung là bản thân các anh em cũng sẽ cố gắng nha. Cố lên. Cố lên nha. Chào các bạn. Bye bye. Cùng tay cái ai. Các bạn này là người dân tộc Khmer, thành thử ít tiếp xúc á, rồi nói chuyện tiếng Việt không có gành nữa, nên là nữ gặp người lạ thì cũng mừng lắm mà cũng lo rồi cũng sợ lắm. Thôi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý anh chị ở video clip sau. Chân thành cảm ơn tất cả các tấm lòng của cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân. Hôm nay thì cũng cảm ơn Út Đồng Tháp đã hỗ trợ cho bà có bữa cơm vào những ngày tới. 1-2 ngày nữa ở đây thì anh em cũng sẽ quay trở lại. Xin chân thành cảm ơn anh Dũng và chị Liên ở Úc đã hỗ trợ cho ba, trước mắt là 4 triệu đồng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ha.